Xin chào các bạn, hôm nay Anna sẽ hướng dẫn bạn cái cách hiệu quả nhất để có thể giảm cân tại nhà mà không cần phải dùng thuốc. Phương pháp này đã giúp cho rất nhiều khách hàng của Yubo giảm được 4 cân một tháng, giảm được 12 cân trong vòng 3 tháng và đã được chứng minh trên hiệu quả thực sự của các khách hàng của Yubo. Một năm thì Yubo có khoảng 3.000 khách hàng và chúng tôi có khoảng cái tỷ lệ mà có hiệu quả ngay trong 3 ngày đầu tiên khi sử dụng phương pháp này là 97%. Các bạn hãy nhớ cái con số này nhé, 97% là một con số rất là nhiều. Và như vậy có nghĩa rằng là phương pháp này phù hợp với tất cả mọi người. Tại sao lại như vậy? Một phương pháp mà phù hợp tất cả với tất cả mọi người nó chỉ có thể là một phương pháp tự nhiên và kích hoạt cái quá trình đốt cháy mỡ tự nhiên của cơ thể. Có rất nhiều bạn nói rằng là tôi là thuộc cơ địa khó giảm cân, tôi là cơ địa lớn thuốc, tôi đã sử dụng rất là nhiều những phương pháp khác nhau rồi mà không thể nào có thể giảm được cân, hoặc là giảm xong thì nó tăng lại. Vậy thì tại sao? Bởi vì các bạn là đã chưa hiểu cái cơ chế mà đốt cháy mỡ ở bên trong cơ thể của chúng ta. Nếu bạn thực sự hiểu cái cơ chế mà mỡ được đốt cháy, yếu tố nào kích thích mỡ được đốt cháy thì bạn sẽ không bị như vậy. Cho nên hôm nay Anna sẽ hướng dẫn bạn cho bạn 3 phần. Phần đầu tiên là cách lựa chọn thực phẩm để kích thích đốt cháy mỡ. Phần 2 là tính calo. Và phần 3 là kết hợp chúng lại với nhau thành một chế độ giúp bạn có thể giảm được 12 cân trong vòng 3 tháng. Và chúng ta sẽ chia ra là bạn sẽ giảm khoảng 4 cân trong vòng 1 tháng. Đi vào cái phần lựa chọn thực phẩm này. Giả sử bây giờ một cái cây kẹo, mình ăn một cái cây kẹo mút á, nó khoảng 100 calo. Mình ăn một cây kẹo đó một ngày thôi thì nó có giảm được cân hay không? Đương nhiên là không giảm được cân. Lý do là tại sao? Lý do là bởi vì bên trong cơ thể của chúng ta, bên cạnh cái việc mà điều chỉnh calo thì nó còn có một cơ chế khác, đó là cái cơ chế mà kích thích đốt mỡ bằng hormone. Và có rất là nhiều loại hormone khác nhau tham gia vào cơ chế này, nhưng mà nó có một cái loại mà mình có thể điều khiển bên ngoài bằng thực phẩm, đó là nồng độ insulin. Và với cái nồng độ insulin nó thấp thì cơ thể của chúng ta sẽ được đốt mỡ, còn nếu nó cao thì chúng ta sẽ không đốt mỡ. Bởi vậy cho nên bạn cần phải ăn những cái loại thực phẩm mà có chỉ số đường huyết thấp. Như kẹo và đường tinh luyện là một trong những cái loại thực phẩm mà có chỉ số đường huyết cao. Cho nên rằng khi mà bạn ăn những cái loại này thì nó sẽ làm cho bạn bị ức chế quá trình đốt cháy mỡ. Chính vì thế cho nên là trong cả ngày bạn nhịn ăn mà bạn chỉ ăn một cây kẹo thôi thì cái mỡ của mình nó vẫn không được đốt cháy. Còn trong trường hợp mà trong cả ngày bạn ăn rất là nhiều thứ nhưng nó là những cái thứ mà có chỉ số đường huyết thấp thì nó sẽ làm cho mỡ của bạn được đốt cháy. Vậy bây giờ nếu trong trường hợp mà chúng ta ăn những cái loại thực phẩm mà chả liên quan gì đến đường huyết cả thì có làm cho chúng ta đốt mỡ được không? Ví dụ những loại protein này, thịt này, ví dụ thịt bò này, thịt lợn này thì nó cũng chẳng liên quan gì đến đường huyết hết. Nhưng mà có rất nhiều người ăn nhiều những loại đấy vào nhưng mà nó vẫn không làm cho các bạn đốt mỡ được. Bởi vì sao? Bên cạnh cái việc là calo này, bên cạnh cái việc là chỉ số đường huyết, nó còn có thêm một cái loại nữa, đó là cái nồng độ kiềm hay là axit ở bên trong cơ thể của mình. Nó cũng rất là quan trọng để nó tạo thành một cái môi trường mà cái môi trường đó thì mỡ mới được đốt cháy. Bởi vậy cho nên là cái việc giảm cân ngày nay nó khác rất là xa so với cả cái việc giảm cân trước đây. Và trong cái quá trình mà mình ăn như vậy thì mình phải nhớ rằng mình chọn có cái tiêu chí như sau: một là phải có tính kiềm và hai là phải có nhiều nước. Bạn hãy nhớ hai cái tiêu chí này, có tính kiềm và có nhiều nước. Và bạn cũng thể tìm được ở trên cái bảng là chỉ số GI, tức là chỉ số đường huyết. Bạn nếu như mà bạn chỉ cần search Google thôi, những loại thực phẩm có chỉ số GI thấp, tức là chỉ số đường huyết thấp, nó sẽ ra cho bạn một loại ba bảng. Bạn muốn thì Anna có thể tặng bạn muốn bạn hãy comment bên dưới video này, Anna sẽ gửi tặng bạn cái bảng mà các cái loại thực phẩm mà Anna đã tổng hợp lại từ những cái nguồn tin cậy trên internet. Và bạn chỉ ăn nhiều những cái cột thấp thôi. Vậy những cái cột thấp ở đây tóm gọn lại nó là những cái gì? Nó hay là gọi là những cái thực phẩm mà Anna hay ví là thực phẩm tàng hình. Đồng thời nó cũng là những thực phẩm có tính kiềm, nó không có nhiều axit, không có nhiều những cái cholesterol làm cho chúng ta bị ngăn cản cái quá trình mà trao đổi chất, giống như là ở trong những loại thịt. Bạn có thể ăn, có thể kể đến đầu bảng là ớt chuông, dưa leo, rồi đến táo, rồi đến cần tây, cải bó xôi, cải xoăn, mạ lúa mì. Bạn có thể ăn bơ, bạn có thể ăn tất cả những loại quả mọng như là dâu tây, kiwi, việt quất, mâm xôi, cherry và lựu. Bạn đều có thể ăn tất cả những loại quả này. Đấy đều là những cái ưu tiên số 1. Và trong những cái chỉ số mà đường huyết thấp, nó còn có những cái loại hạt. Những loại hạt có thể nói là có chỉ số đường huyết bằng 0. Và trong nó có rất là nhiều omega 3 và axit béo thiết yếu như là hạnh nhân, rồi hạt điều, mắc ca, óc chó. Thì đây là những cái loại hạt mà bạn ăn thêm vào bên trong chế độ của mình. Mỗi lần bạn ăn, bạn sẽ ăn khoảng một nắm tay. Và khi bạn ăn những cái loại hạt này ấy, thì cơ thể của chúng ta sẽ có đủ cái nguồn chất béo để hoạt động. Và chất béo cũng là một trong những cái
cái phần mà tạo ra calo rất là lớn. Ví dụ như 1 gram tinh bột hay 1 gram protein thì chỉ tạo ra khoảng 4 calo thôi, thì 1 gram chất béo tạo ra được 9 calo. Cho nên bạn sẽ có nhiều năng lượng để hoạt động hơn. Và những chất béo này không có nhiều cholesterol, nó không cản trở gì cái quá trình trao đổi chất, và nó còn hỗ trợ cho cơ thể của mình nữa. Màng tế bào của chúng ta được cấu tạo bởi chất béo, màng phospholipid. Và não của chúng ta có đến 60% là chất béo. Cho nên nếu trong trường hợp mà mình vì chữ béo đấy mình sợ và mình không ăn, thì tức là mình đã làm cho cơ thể của mình bị thiếu chất. Và da của mình á, cho dù mình có ăn thêm tất cả những loại sơn hào hải vị nào vào bên trong cơ thể, thì nó cũng không thể giữ lại được bên trong như là một cái túi bị thủng vậy. Cho nên bạn hãy ăn cân bằng những cái loại chất này. Chỉ có một cái loại mà chắc chắn là sẽ khiến bạn bị phân tâm và không biết lựa chọn như thế nào, đó là tinh bột. Có rất nhiều trường phái khác nhau, người thì nói là được ăn tinh bột, người thì nói là không được ăn tinh bột. Vậy bây giờ mình cần phải chọn cái loại tinh bột nào để ăn đây? Trong các loại tinh bột nó cũng chia ra thành nhiều phần, đó là tinh bột có chỉ số đường huyết cao và tinh bột có chỉ số đường huyết thấp. Nếu bạn ăn những cái loại như là các loại đậu, như là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, thì những cái loại đậu này nó là những cái loại mà có chỉ số đường huyết thấp, bạn có thể ăn. Sau đó bạn có thể xếp đến những cái nhóm về những cái loại như là bắp, rồi gạo lứt, rồi sau đó sẽ là gạo trắng. Và đương nhiên những cái món mà bún miến phở, rồi những cái món mì tôm, rồi mì Ý, rồi spaghetti là những món mà không được ăn, bởi vì những món đấy là những món mà có chỉ số đường huyết cao. Vậy bây giờ mình sẽ ăn như thế nào? Trong chế độ mà Anna tư vấn cho các bạn để các bạn có thể giảm 12 cân trong vòng 3 tháng, giảm được 4 cân trong vòng 1 tháng và đã được chứng minh kết quả giống như là tất cả những khách hàng khác của Yobo, thì Anna sẽ hướng dẫn bạn cái cách mà Anna gọi là một ngày bạn ăn một bữa chế biến. Bạn vẫn được ăn cơm trắng nhé. Anna nhấn mạnh lại là bạn vẫn được ăn cơm trắng, mà mình chỉ là luân phiên mình chọn những cái loại tinh bột như thế nào để cho nó hợp lý. Vậy chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ chọn cái loại tinh bột đến từ ngũ cốc. Và nhóm ngũ cốc để mà thuận tiện nhất á, thì bữa sáng và bữa chiều là bạn sẽ ăn ngũ cốc. Ví dụ như đây là một dạng ngũ cốc của Yobo. Ngũ cốc của Yobo này thì Anna làm từ những cái loại hạt như là đậu xanh này, đậu đỏ, đậu đen, mè đen, mè trắng, hạnh nhân, mắc ca, óc chó và hạt bí. Đây chính là những cái loại mà giúp cho bạn có thể có một cái bữa ăn cân bằng được và có đầy đủ các nhóm chất như là protein, chất béo và tinh bột. Bạn nhớ rằng là Anna là thuộc trường phái bạn sẽ vẫn ăn tinh bột và bạn sẽ vẫn giảm được cân. Anna cực kỳ đả đảo cái chế độ mà không ăn tinh bột, cho nên chắc chắn rằng là bạn theo cái chế độ này bạn sẽ vẫn ăn được tinh bột. Và với cái cách bạn được ăn tinh bột như vậy thì bạn có thể sử dụng nó trong cả cuộc đời. Và có một cái điều đặc biệt, có một cái nhóm mà nó cũng được gọi là mang đường đến cho cơ thể, nhưng mà bạn không được sử dụng ở bên trong cái chế độ dinh dưỡng để có thể giảm cân nhanh nhất và hiệu quả nhất tại nhà. Đó là bạn phải bỏ tất cả những món có đường tinh luyện, tất cả những món như đồ uống có ga, đồ uống đóng hộp, có bổ sung thêm đường, bánh kẹo, và bạn cũng phải bỏ luôn tất cả những cái loại chất kích thích. Vì tất cả những loại này nó sẽ làm ức chế quá trình đốt mỡ bên trong cơ thể của chúng ta và làm cho quá trình hình thành mỡ mới nó diễn ra nhanh hơn. Bạn hãy nhớ rằng là chúng ta có hai phần là mỡ mới và mỡ cũ. Chúng ta đồng thời phải giải quyết cái mỡ cũ và chúng ta cần phải có một chế độ dinh dưỡng để cho mỡ mới không tiếp tục được hình thành. Nếu vậy thì cái mỡ hiện tại của chúng ta mới giảm được nhanh hơn. Đó là lý do tại sao mà những cái khách hàng của Yobo họ lại giảm cân được tốt như vậy, thậm chí là 7 cân một tháng các bạn ạ, chứ không phải chỉ có 4 cân một tháng đâu. Cho nên nếu mà bạn thực hiện tốt theo tất cả những bước như thế này thì dù bạn là cơ địa nào đi chăng nữa, bạn vẫn có thể đốt mỡ, vì đây là cơ chế tự nhiên của tất cả các cái con người giống nhau. Trừ trường hợp là mình bị đột biến về gen, và những cái gen này là những cái gen mà quy định những cái loại hormone kích thích đốt mỡ và làm cho rối loạn những cái loại hormone này, thì cái trường hợp này bạn sẽ bị béo phì, và đặc điểm là bạn sẽ béo từ bé và bạn rất là mập giống như ở nước ngoài ấy, chứ không phải bạn chỉ dư 5 cân, 15 cân, 20 cân như là người Việt Nam chúng ta đâu. Cho nên là bạn có thể yên tâm rằng là bạn không thuộc cái nhóm này. Ok, vậy là bạn đã biết cái chọn các cái loại thực phẩm bạn có thể ăn, các loại rau này có nhiều tính kiềm và có nhiều nước. Bạn biết bạn được ăn ngũ cốc và cơm gạo trắng, bạn biết bạn phải tránh cái gì. Và bạn biết rằng bạn vẫn được ăn những loại như là thịt cá, trứng, rồi một số những loại hải sản bạn đều được ăn. Nhưng mà không phải là mình vì nó đường huyết thấp cho nên là mình ăn bao nhiêu cũng được đâu. Bởi vì nó còn liên quan đến cái môi trường kiềm hay là axit bên trong cơ thể của chúng ta. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình đốt mỡ. Cho nên là mỗi bữa bạn ăn vào bữa trưa đấy, bạn cũng chỉ ăn khoảng 100 cho đến nhiều nhất là 150 gram. Đối với các bạn nam thì bạn có thể ăn tối đa là khoảng 150 gram, còn đối với các bạn nữ thì bạn chỉ ăn tối đa là 100 gram cho một bữa mà thôi. Và bạn hãy
thay đổi cả những loại protein có nguồn gốc từ thực vật. Ví dụ như là nấm cũng là một loại protein có nguồn gốc thực vật rất là ngon, nếu mà có những bữa nào mà mình có thể chế biến nấm như là một món chay. Đậu hũ thì bạn hãy tìm những cái nguồn đậu hũ mà nó đảm bảo là sử dụng cái nguồn đậu nành mà không biến đổi gen để tốt cho sức khỏe. Còn nếu mà bạn không kiểm soát được việc đó thì bạn cũng chỉ nên ăn ít thôi. Mình cũng có thể ăn giá đỗ hay là một số những cái rong biển, tất cả những loại đó đều những cái loại rất là tốt và đều có thể làm thành những cái món ăn kèm với cả cái bữa chính của mình. Và trong bữa chính của bạn thì bạn cũng cần phải ăn thêm rau nữa. Ăn thêm rau này bây giờ sẽ không phải là rau sống mà rau này nó là rau nấu chín. Nấu chín thì bạn sẽ ăn khoảng một bữa khoảng 4 lạng. Và bạn sẽ có thể nấu canh, có thể luộc, có thể xào, làm bất kể cái nào cũng được. Nhưng bạn hãy nhớ là bạn sẽ chọn ăn cái phần thân và phần lá của thực vật, chứ mình không ăn cái phần củ nhiều nhá. Vì phần củ vẫn là cái nơi mà chứa rất là nhiều tinh bột của nó. Tất cả những cái loại trái cây mà bạn ăn mà như Anna đã liệt kê là có tính kiềm và có nhiều nước thì bạn sẽ ăn mọi thứ ở trong vòng một nắm tay thôi, quả táo tầm cầm được ở trong một nắm tay. Nếu như mà cái quả lựu của nó bự như thế này thì bạn nhớ là bạn chỉ ăn khoảng 1/4 quả lựu thôi. Còn trong trường hợp mà bạn ăn những cái loại quả mọng thì bạn cũng chỉ ăn cái số lượng trái nhỏ nhỏ cầm trong một nắm tay. Và bạn hãy nhớ rằng là có hai loại trái cây rất là tốt nhưng bạn không được ăn trong quá trình bạn ép cân, đó là chuối và dưa hấu. Chuối và dưa hấu là hai loại mà có chỉ số đường huyết cao, nó sẽ làm cho đường của chúng ta tăng cao. Cho nên là bạn sẽ không ăn trong quá trình bạn ép cân. Còn khi mà bạn đã fit được form rồi thì bạn sẽ được ăn như bình thường nhé. Một ngày thì chúng ta cần khoảng 1.600 cho đến 2.000 calo. Và cái đây là cái năng lượng để mà chúng ta hoạt động bình thường. Và trong một cơ thể khỏe mạnh bình thường thì cái mức năng lượng đưa vào này nó sẽ không làm cho chúng ta béo, cũng không làm cho chúng ta gầy, và nó giúp cho chúng ta giữ cân. Nhưng đối với những cái cơ thể mà đang bị quá dư thừa độc tố hoặc đang bị bệnh thì nó sẽ khác nhé. Bây giờ mình cứ mặc định là chúng ta đang ở trong một độ tuổi khỏe mạnh và cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Và người ta đã nghiên cứu rằng là cứ mỗi lần bạn giảm đi khoảng 7.700 calo thì bạn sẽ bớt được 1 cân. Đó, vậy tức là trong bây giờ 1 tháng mà mình muốn giảm được khoảng 4 cân thì bạn sẽ bớt đi khoảng 30.000 calo. Bạn hình dung không ạ? Nếu chia ra cho 30 ngày thì mỗi ngày bạn bớt đi khoảng 1.000 calo. Tức là nếu như bây giờ mình thiết kế một thực đơn, một thực đơn mà thông thường là khoảng 1.600 đến 2.000 calo đi. Vậy bây giờ cái thực đơn mà để cho bạn giảm được khoảng 4 cân một tháng nó phải bớt đi khoảng 30.000 calo, tức là một ngày bạn cần phải giảm được khoảng 1.000 calo. Nếu bạn có một cách nào đó mà thiết kế thực đơn cho mình vẫn đủ chất, vẫn an toàn, bạn vẫn được ăn mà cái lượng calo ở trong cái thực đơn đó nó chỉ vào khoảng 800 cho đến 1.000 calo thì bạn sẽ giảm được 4 cân một tháng, chưa kể đến cái việc bạn tập thể dục. Đúng không ạ? Nếu trong trường hợp mà bạn tập thể dục mà một ngày bạn tiêu hao thêm khoảng 200-300 calo nữa thì bạn có thể ăn thêm cái lượng calorie đó vào bên trong cơ thể để làm sao cho giúp cho bạn có thể giữ vững được kết quả. Ví dụ như một trái trứng á, thì nó có khoảng 70 calo, cho nên là nếu mà bạn ăn một trái trứng mà cả lòng đỏ và lòng trắng thì bạn có thể đổi thành là thay vì một trái trứng đó bạn sẽ ăn 4 cái lòng trắng thì cái lượng calo nó vẫn tương đương và bạn vẫn không bị ảnh hưởng đến sức khỏe gì cả, bởi vì trong lòng đỏ trứng gà có rất là nhiều cholesterol và ăn nhiều quá nó không tốt, cho nên mình có thể chuyển mình ăn lòng trắng. Tất cả những cái loại rau họ cải thì cái hàm lượng calo của nó dưới 14 calo cho 100g, cho nên bạn có ăn một cái bữa mà khoảng 4 lạng đi chăng nữa thì nó vẫn dưới 100 calo. Đây là mình đang tính toán tổng cái lượng calo mà mình ăn vào trong bên trong cơ thể làm sao để một ngày nó khoảng 1.000 calo. Bạn sẽ án chừng như vậy là rất là dễ. Tất cả những loại như là ớt chuông hay là cà chua, những cái loại rau như thế thì nó cũng chỉ có trong vòng khoảng 20 calo cho 100g thôi, nên bạn cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu bạn ăn một trái táo thì một trái táo bạn biết không, nó có lượng calo bằng với cả một cái kẹo. Một trái táo nó khoảng 90 calo cho 100g thôi. Một chén cơm thì có khoảng 150 calo. Nếu bạn ăn một chén cơm nhỏ, đừng ăn chén cơm bự quá. Tất cả những cái loại mà protein như là từ thịt á, thịt bò thì 100g á, mà bạn phải ăn phần nạc thì nó sẽ có khoảng 200 calo cho 100g. Nếu mà bạn ăn những cái loại như là thịt gà hay là tôm hay là thịt lợn, bạn ăn phần nạc luôn thì nó có khoảng 100 cho đến 120 calo cho 100g. Cho nên là bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cái bữa ăn của mình một ngày nó ở trong cái phạm vi là 800 cho đến 1.000 calo. Khi mà bạn đổi sang ăn thành hamburger thì ba cái hamburger thôi đã 2.000 calo rồi mà bạn vẫn cảm thấy đói, cho nên là đấy lý do tại sao bạn phải bỏ hoàn toàn cái hamburger ra khỏi cái thực đơn của mình. Chưa kể là nó là những cái loại làm tăng đường huyết và làm cho chúng ta ức chế đốt mỡ nữa nhé. Đó là bao gồm cả hai phần là phần calo và phần đường huyết và phần môi trường axit, ba phần đó nó đều không tốt cho quá trình giảm cân của chúng ta.
Nếu mà bạn ăn một cái bánh mì nó rơi vào khoảng cỡ 200 calo, và ăn một tô phở thì nó có khoảng 350 cho đến 400 calo. Cho nên là bạn hãy thực sự cân nhắc cái tô phở hay cái bánh mì đấy nó sẽ được tính vào cái bữa chính của mình. Và nếu mà bạn bữa chính mà bạn ăn như vậy thì bạn sẽ vẫn cần phải ăn thêm canh nữa để nó đảm bảo đủ cái lượng dưỡng chất cân bằng cho trong bữa ăn của mình. Nếu bạn có tập luyện thể thao thì bơi bao giờ cũng tốn năng lượng hơn so với cả đi bộ. Khi bạn bơi khoảng 40 phút thì bạn có thể tiêu hao được một cái lượng năng lượng là quanh quanh khoảng 300 đến 400 calo tùy cái động tác của mình. Còn khi bạn đi bộ thì nó sẽ tiêu hao được ít hơn. Cùng thời lượng như vậy, bạn đi bộ chỉ tiêu hao được khoảng 200 cho đến 250 calo thôi. Đây cũng chính là cái cách nếu bạn lỡ ăn nhiều rồi thì bạn hãy nhanh chóng ngay lập tức có thêm hỗ trợ thêm bằng việc tập thể dục để tiêu hao cái lượng đó đi. Đồng thời là gì, bổ sung ngay lập tức một số những cái loại giúp cho cân bằng lại cái môi trường kiềm bên trong cơ thể của mình, như là những loại rau mà Anna đã hướng dẫn hay là trà. Đầu tiên là bữa sáng và bữa chiều thì mình chỉ ăn những loại rau củ quả, mình chỉ ăn tươi thôi, và mình ăn theo trọng lượng cơ thể. Ví dụ trọng lượng cơ thể của mình là 50 cân thì một bữa mình sẽ ăn 5 lạng, trọng lượng cơ thể của mình là 70 cân thì một bữa mình sẽ ăn 7 lạng. Và kết hợp với đó là bạn sẽ ăn tinh bột từ ngũ cốc. Tinh bột, khi mà bạn ăn tinh bột từ ngũ cốc thì bạn cũng ăn cái định lượng nó vừa phải, không cần phải có quá nhiều. Bạn chỉ cần uống khoảng 150 cho đến 200ml nữ ngũ cốc mà thôi. Bạn hãy chọn cái nguồn ngũ cốc chất lượng cao. Yujobo cũng có sản xuất cái loại ngũ cốc này và có cái giá vô cùng dễ chịu. Đồng thời là gì? Là bạn sẽ không ăn những cái loại chế biến nữa. Bữa sáng và bữa tối bạn ăn như vậy là đủ rồi. Còn bữa trưa thì bạn sẽ ăn cái bữa chế biến với một cái lượng calo khoảng 500 calo. Giống như nếu như mà Anna hướng dẫn cho bạn từ nãy đến giờ thì bạn ăn một chén cơm, ăn 100g thịt hoặc là cá và bạn ăn thêm một tô canh thì nó sẽ rơi vào khoảng cỡ gần 500 calo cho đến 500 calo cho một bữa trưa. Và bạn hãy uống thêm nước, rau củ trong ngày. Tùy vào cái điều kiện của bạn là bạn có thời gian để chuẩn bị hay bạn có tiền, có đủ tài chính để chuẩn bị. Vì bao giờ cũng vậy, nước ép trái cây nó sẽ đắt tiền hơn là so với cả trà. Cho nên trong trường hợp mà bạn không chuẩn bị được một ngày khoảng 2 cho đến 3 cái chai nước ép trái cây kèm theo để uống thì bạn có thể thay bằng 1,5 lít trà. Và trà mà Yobo đang hướng dẫn cho bạn là trà hạt, làm từ những loại như đậu đen, rồi kỷ tử và gạo lứt. Đây là những cái loại mà sẽ giúp cho bạn cân bằng lại được cái môi trường bên trong cơ thể, đồng thời có những cái nhân tố mà giúp giữ ấm cho thận và kích thích đào thải độc tố, kích thích đốt cháy mỡ thừa. Trong trường hợp bạn không có cả hai thứ này thì bạn sẽ dùng nước lọc, và khi bạn dùng nước lọc thì bạn hãy uống nước nóng. Đương nhiên nó sẽ chậm hơn so với việc bạn dùng nước ép trái cây hay là trà, nhưng mà tuy nhiên nó vẫn còn là một cái thứ mà bạn có thể dùng. Và bạn hãy tìm cái loại nước mà có tính kiềm để đưa vào bên trong cơ thể, nó hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta đỡ tốn cái tài nguyên để chuyển đổi. Vì đa phần những cái loại nước tinh khiết này hay là những cái loại nước từ nguồn á mà bẩn thì đa phần là nó đều có tính axit hết, hoặc là nó là trung tính thôi. Và nếu mà bạn thực hiện chế độ Anna vừa hướng dẫn thì bạn sẽ thấy là cân nặng của bạn sẽ giảm đi ngay trong 3 ngày đầu tiên. Chỉ trong 3 ngày thôi bạn đã bắt đầu đo lường được cái kết quả hiệu quả của phương pháp này rồi. Đây là một cái phương pháp giảm cân hiệu quả nhất tại nhà cho bạn mà bạn không cần phải dùng thuốc. Và bạn sẽ giảm được khoảng 4 cân trong vòng 1 tháng, bạn giảm được khoảng 12 cân trong vòng 3 tháng. Thậm chí là có rất nhiều khách hàng của Yobo đã giảm được 3 cân ngay trong cái 3 ngày và hoặc là trong một tuần đầu tiên của quá trình sử dụng cái liệu trình này. Quan trọng là mình cần phải có một thời gian đủ dài để thay đổi toàn bộ cái môi trường bên trong cơ thể của chúng ta và hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta ức chế cái quá trình mà hình thành mỡ mới. Đó là lý do tại sao mà bạn cần phải dùng có một cái thời gian đủ dài, ít nhất là từ 21 ngày trở lên để mình có thể duy trì được kết quả. Đồng thời chắc chắn rằng là bạn sẽ gặp một vài những cái thách thức nào đó trong cái quá trình mà bạn sử dụng cái phương pháp này, thì hãy nhớ rằng là bạn bất kể lúc nào bạn cũng có thể comment vào bên dưới video này và chúng tôi sẽ có đội ngũ hỗ trợ bạn. Bạn cũng có thể inbox trực tiếp cho Yobo, và Anna tin chắc rằng là nếu như bạn tin chọn vào cái trải nghiệm này thì bạn sẽ sớm có một cái vòng eo thon gọn, có một cái cơ thể gọn gàng và chắc chắn là mỡ của bạn sẽ giảm đi một cách nhanh chóng. Bạn hãy nhớ rằng là chỉ cần bạn giảm đi khoảng 2 đến 3 cân thôi, bạn đã giảm đi được một size quần áo rồi. Nếu bạn giảm được khoảng 12 cân thì chắc chắn là giống như thay đổi cả một con người. Anna có rất là nhiều những cái testimonial từ các khách hàng để có thể tăng thêm niềm tin cho bạn. Nếu bạn cần thì hãy ngay lập tức comment vào bên dưới video này và Anna sẽ gửi những hình ảnh mà testimonial đó cho bạn. Một lần nữa xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian và theo dõi. Anna chúc bạn sẽ có cái hành trình giảm cân thật là an toàn, hiệu quả và dễ dàng, thực hiện được ngay tại nhà. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu bạn thấy thông tin này là hữu ích, xin hãy like, share, rung chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo. Anna và đội ngũ tư vấn của Yobo luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.